Đó, mới lấy được cái chiến hồn 5 sao này, chiến hồn vạn diệm anh em. Cảm ơn đã tham gia, nhớ nhận thưởng cuối nhé. Ok, nhận chứ. Chủ yếu là như vậy mà. Ôi, trời ơi, nhìn là thấy đẹp trai rồi anh em. Hy vọng là nó ra mát kim cương luôn. Ok, ui à, thấy 15.000 rồi anh em. Cha, lời được gần 2.000 kim cương anh em. Ngon à, ngon à. Hello, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay là ngày thứ 19 anh em. Đấy, ngày thứ 19 ha. Thì mình cũng phát hiện ra một này khá là hay. Mình muốn chia sẻ cho anh em là hôm nay thì đã đạt đến cái ngày cuối cùng của cái mốc mà quà của Mavi rồi anh em. Mỗi ngày nạp nhận có quà nè. Đó, thì cái mốc cuối thì chúng ta sẽ nhận được 33 mảnh của Mavi và thêm được một cái chiến hồn 5 sao. À, chiến hồn này gọi là chiến hồn vạn diệm ha. 80% sát thương thiêu đốt. Trời ơi. 80% miễn sát thương thiêu đốt anh em. Là nó sẽ có hai thuộc tính này gắn cho những con tướng gọi là tên lửa bên mình nữa thì thôi, chứ chung là đánh với tên lửa là anh em gắn cái tìm cái chiến hồn đó cho con Kyo hoặc con Mai đánh khá là ghê, theo mình thấy là như vậy. Đó thì Kyo của mình cũng đang ráng lên cho level 54 để cho đạt được phẩm chất cam anh em, tăng tăng phẩm cam nè. Đấy, đang là tím cộng 4 nha anh em. Hồi nãy mình có nói là có một cái khá là hay, đó là như anh em biết rồi, nếu anh em nào muốn nạp những cái phần này nè anh em, những cái phần quà này, mỗi cái móc này nè, thì mỗi ngày anh em nạp cỡ cho tầm 360 điểm VIP. Đó, 360 điểm VIP. Đây anh em, thì nó tương đương với lại số tiền là 110 hay là 120k gì đó. Nó nói chung trên 100k. Thì nó rất là gọi là khó chịu anh em, bởi vì nạp nó bị lẻ 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 vậy anh em, nói chung là anh em tốn thêm nữa. Nhưng mà từ hôm qua tới hôm nay mình phát hiện một cái nữa cũng khá là hay, không biết anh em có biết chưa. Đó là đây anh em thấy cái dòng ở trên đây nè. Đó, đó là đã nạp 50 kinh nghiệm VIP. Đó, tức là mình nạp cỡ thêm 310 kinh nghiệm VIP nữa có thể nhận. Đúng ra là nó sẽ là 360, nhưng mà bây giờ sẽ đã, tại sao là còn có 310, và trong khi nguyên một ngày hôm nay mình chưa có nạp một cái móc nào hết anh em. Thì suy đi nghĩ lại thì nó nằm ở đây anh em. Đấy, cái này nói nhỏ nhỏ anh em nghe thôi nha. Đấy, thì nó nằm ở trong cái phần nhiệm vụ ngày. Đó, khi anh em làm tới cái nhiệm vụ này, nhiệm vụ mà anh em lấy được cái kinh nghiệm cấp VIP 5 này anh em, là nó sẽ cho anh em cỡ 50 điểm VIP ha. Đấy, đó. Thì anh em làm nhiệm vụ khi mà nhận được điểm VIP nó vẫn cộng vào trong đây luôn. Nó vẫn cộng vào trong cái phần anh em nạp luôn, biết ghê chứ. Hôm qua mình đã nhận ra một lần rồi. Nó ghi là đã nạp 50 điểm VIP nè anh em. Đó, nó cộng thẳng vào đây luôn. Bây giờ anh em chỉ việc nạp 100k nó thôi, nó không có bị lẻ nữa. Đấy, cái này là ngày hôm qua mới biết vậy, hôm nay nữa, còn ba cái ngày trước thì mình nạp cỡ 120k anh em. Nó bị lố hết 20k. Đấy, bởi vì mình chắc chiêu mà nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Để sau anh em có làm nhiệm vụ á, mình thấy cái này thì nó áp dụng với những cái phần mà nạp trước nữa anh em. Ví dụ như nạp lấy những cái vũ khí của con Yuri đồ ở những cái sự kiện trước ấy. Đó, anh em cứ tranh thủ cái mẹo này anh em nạp nạp kẹt ha. Bây giờ mình sẽ nạp lấy cái móc cuối cùng của cái sự kiện qua nạp mỗi ngày để lấy cái chiến hồn 5 sao cho anh em xem ha. Ok. Ok anh em, thì cũng đã nạp xong 5 lần 20k rồi anh em, để lấy cái quà phúc lợi siêu giá trị này. Nó kéo dài đến ngày 25 lần. Đó, thì nạp đúng 100k thôi anh em. Mà được thì nó kéo cho mình tới là 120k. Đó, mới đủ cái móc này, mới đủ móc nạp ngày của con Paris này là 360 điểm VIP. Bây giờ mình nạp cỡ 100k được anh em. Đó, anh em cứ áp dụng cái mẹo này của mình ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành nhận quà. Đó, trời ơi, nhìn mảnh Mary thấy thèm anh em. Rồi bây giờ là cái giây phút bữa giờ là tích đây, để coi coi mỗi ngày là trăm, tính cho 100k đi là 500k rồi. Với lại 3 ngày mà mình nạp lố 20k nữa là 60k, nữa là 560k. Trời ơi. Đó, mới lấy được cái chiến hồn 5 sao này, chiến hồn vạn diệm anh em. Cảm ơn đã tham gia, nhớ nhận thưởng cuối nhé. Ok, nhận chứ. Chủ yếu là như vậy mà. Ôi, trời ơi, nhìn là thấy đẹp trai rồi anh em. Rồi, đó là cái chiến hồn. À, khi mà mình nạp thì mình cũng đã lên được
Phim mình nè mà cũng đã lên được cái gọi là VIP anh em. Lên được VIP 4 rồi. Hôm qua mới VIP 3 thôi. À, hôm nay đã nè một ít là lên được VIP 4 rồi anh em. Đấy. À, thì VIP 4 thì mình trong cái sự kiện quay mèo á anh em còn nhớ thì nó là mình đã ngưng ở cái mốc là VIP 4 đấy. Thì VIP 5 nó cho mình quay thêm một lần nữa, không biết nó có cho quay được bao nhiêu lần anh em nhỉ. Thì cái sự kiện này đang còn 2 ngày ha, hôm nay là ngày 19 của ngày của mở server. Tự nhiên nói anh em nói là sự kiện chiêu mèo thì nó khi nào nó ra thì anh em nào ra server sau mình á, mình đang chơi server 11 ha. Thì anh em nào chơi những cái server sau mình 1-2 ngày thì tầm 1-2 ngày sau thì nó sẽ ra. Tầm tuần thứ 3 ngày thứ mười mấy của cái tháng đó thì nó sẽ ra cái sự kiện này theo mình đoán là như vậy nha anh em. Ok thì mình sẽ quay một quát mèo đó đi anh em. Đang có 13.595 kim cương. Kim cương cần là 10888 kim cương ha anh em. Hy vọng là nó ra mát kim cương luôn. Ok, ui da, thấy 15.000 rồi anh em. Chà, lời được gần 2.000 kim cương anh em. Ngon à, ngon à. Đấy, rồi quay được nhát thì nó đã đứng mèo anh em ơi. Nó kêu mà phải VIP 6 là mới quay được một nhát nữa. Đấy, trời ơi, giới hạn VIP như thế này hơi bị thốn anh em. Lần kim cương sau thì là 20.088. À, giờ có cho mình đủ VIP mình cũng không có đủ kim cương để quay anh em. Đang còn có 15.000 kim cương thôi. Dạ, yeah. Ok bây giờ mình sẽ vào mình ngắm cái chiến hồn mới nha anh em. Chiến hồn của con đây, xuống chiến hồn đây. Trời ơi, đây chiến hồn vạn diện đây anh em. Xét thương thiêu đốt nè anh em. Và xét thương miễn xét thương thiêu đốt. Đó, cái này mà gắn cho con Kyo nè. Con là tim lửa anh em. Con Kyo nè, con Mai nè, đều thích hợp cả anh em. Đó, chắc mình sẽ gắn một là con Kyo, hai con Mai. Cái này để mình ngâm cứu lại. Cái chiến hồn này nó cũng na ná như cái chiến hồn này anh em. Con Mai mình đang gắn cái chiến hồn này chỉ 3 sao thôi. Nhưng mà là xét thương thiêu đốt nó cộng 14.5%. Đấy, gắn cái chiến hồn kia vô nữa thì nó có miễn thiêu đốt nữa anh em. Chỉ số nó cao hơn cái chiến hồn này thì 5 sao nó chắc chắn nó phải hơn 3 sao rồi. Thì còn một cái nữa đó là con Mai của mình đã đạt được gọi là cái số mạnh để mà nâng sao thứ 6 anh em. Thì video này mình sẽ nâng sao thứ 6 cho con Mai luôn, 128/120. Đấy. Bây giờ mình sẽ vào mình nâng cho con Mai luôn để coi các bạn xếp hạng vàng của mình bao nhiêu rồi. Tối nay lấy anh em, tối nay lấy hạng anh em. Canh me, cái video trước thì mình ghi là mình là canh me đó, thì tối nay lấy thì sau nếu mà lấy được cái top tiêu vàng này đó, đúng với mấy ông top thử coi như thế nào. Tiêu vàng này thì mình sẽ làm video cho anh em coi cái mình lấy cái sự kiện là cái chiến hồn 5 sao này ha. Đang là hạng 16 anh em. Chà, rớt hạng rồi. Đang hạng 16. Không biết có lên được hạng 8 để lấy chiến hồn 5 sao anh em. Còn không thì chiến hồn 4 sao cũng được rồi. Nhưng mà cố gắng anh em. Anh em ủng hộ thì mình sẽ làm video về cách cái quá trình lấy của mình ha. Bây giờ mình sẽ nâng cho con Mai 4 sao đi anh em. Tốn 160 hồn sao. Đó, năng lượng tăng sao anh em. Thì mình chắc mình sẽ hy sinh sao của con Yuri anh em. Con Yuri thì mình đã full cái mình đã lấy được cái chiến hồn 5 sao con Yuri rồi nên cũng không có cần tích mảnh nữa. Quà vừa đủ luôn. 32 mảnh trên 39 mảnh dư vài mảnh. Khá là ngon đấy anh em. Đấy, những cái con tướng nào anh em những cái video trước mình có nói là những con tướng nào anh em đang tích mảnh để chiêu nó và cũng như là lấy cái chiến hồn của nó thì anh em không nên hy sinh ha. Khi nào mà anh em lấy được chiến hồn đó rồi thì anh em hy sinh như mình vậy nè. Đấy. Ok, lên. Đấy, Mai đã lên được 6 sao rồi anh em, tăng được cái giảm sát thương. Đấy, mở luôn. Đấy, ok. Rồi, tăng cho em nó một ít. Trời ơi, được cái giảm sát thương rồi, cỡ 6 sao là chơi được rồi anh em. Còn mình nghĩ cái sao thứ 7 thì chắc mình sẽ lấy những cái mảnh đó để mình lấy chiến hồn trước cái đã. Đấy, chiến hồn của con Kyo và con Mai cũng khá là ngon để mình mở cho anh em coi. Ghép chiến hồn này anh em. Đây, chiến hồn của con Mai đây anh em. 5 sao nha, 5 sao mới lấy nha, 3 sao không chơi. Xét thương kỹ năng, năng lượng của bản thân tăng 30% và 40% tỷ lệ thiêu đốt, thêm thiêu đốt. Đấy, Mai gắn vô hồn Mai nữa là khá là ngon luôn. Rồi, Kyo nè anh em. Đó là
khi bắt đầu trận chiến toàn bộ Feta tăng 12% cộng 500 sát thương tuyệt kỹ. Ó, trời ơi ngon. Chứ 240 mảnh mới ghép được. Cái này trong quá trình tích mảnh anh em. Còn Mai cũng 240 mảnh luôn mới lấy được cái chiến hồn 5 sao. Nói chung là bây giờ là tích chiến hồn lấy được rồi anh em. Rồi ok, thì mình cũng đã đủ chiến hồn. Sẵn đây mình cũng đã đủ chiến hồn Tử Liêm. Tử Liêm của con này là con gì ta quên rồi ta. Để mình vào mình xem tên ai. Con Vic. Con Vic. Đó, thì 100 cái chiến hồn này cũng đủ được 4 sao nè. Con này không có 5 sao ha, 4 sao em lấy được rồi. Thì cái hiệu quả của nó là khi mục tiêu có sinh lực dưới 60% tăng thêm sát thương là 24 cộng cho 400 sát thương. Đấy, lấy luôn em. Đấy, thay máu chiến hồn từ từ. Là con nào mà sinh lực càng thấp thì bị ăn đam càng nhiều anh em. Rồi Nakururu, rồi đấu hồn con này mình cũng đang tích mảnh để lấy cái mảnh 4 sao cho nó anh em. Con này hình như là 4 sao thôi đây. Vàng này vàng 5 sao cho anh em nhớ canh me ha. 4 sao nằm mé dưới nè. Đấy 4 sao nè. Đấy, đây là cái gì? Khi thi triển tuyệt kỹ nếu mục tiêu chính bị lưu huyết thì tăng sát thương của kỹ năng lên 20%. Đồng thời có 50 tỷ lệ cộng thêm từ một tầng lưu huyết. Cái chiến hồn này thì mình thấy là nó cũng không cần thiết lắm, bởi vì cái kích hoạt của nó khá là khó, bởi vì mình không có chơi cái team lưu huyết nên mà chơi lưu huyết nữa thì nó hơi đau anh em, hơi thốn. Ok. Rồi thì đó là cái video mà quên, hôm nay mình mở cho anh em 5 cái túi nữa nè. Tiết mục mở 5 túi tiếp theo rương bất ngờ đấy. Hôm nay mình đã nạp hết móc rồi, thì cái móc đó thì tầm có 2 ngày sau nó mới hết anh em. 2 ngày sau nữa nó mới hết. Mỗi ngày nạp quà thì hoạt động còn 2 ngày, thì chắc 2 ngày sau thì mình đã coi hoạt động nó như thế nào thì mình nạp tiếp anh em. Ngày mai của mình có thể ngưng nạp được rồi, chứ ngày 100.000 thốn quá anh em. Ok, từ ngày mai là chắc em không có thấy cái rương này nữa rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ mở cái lần này cho anh em coi, mai tính tiếp anh em. Ra, lại đá thức tỉnh. Mong sao nó ra được con Sasui. Ông già Kyo anh em. Ngày nào cũng mong hết trơn mà nó không ra nổi. Hay là mảnh tướng cười cười cũng được. Trời ơi, Diamond thì hôm qua mình mới lấy cái mảnh của con Diamond rồi. Cái chiến hồn Diamond rồi, 4 sao là mát rồi anh em. Đá thức tỉnh cũng được. Nhưng mà mình thích tướng hơn rồi. Yeah. Có tướng SR cộng anh em. Con cho này cũng được. Cho này hình như là mình chưa có mảnh nên lấy nó cũng ok để kích duyên anh em. Đấy. Cho thì cũng ok. Để coi coi nó kích duyên được cho ai anh em nhờ. À, lên được hồn của con Mai sẽ mở được cái tinh mạch nữa nè. Lên được một cái. Ui trời ơi, lực kiến lên ghê dữ ta. Trời, hiệu quả thiêu đốt của tất cả các đấu sĩ tăng 6,5%. Đó là cái gọi là lý do tại sao mình khuyên em nên chơi một team thôi. Đấy, team cực hạn lưu, team hỏa và những team nữ được các thứ. Sau thì mình sẽ làm một cái series về những cái team lưu huyết đồ này nọ để anh em tham khảo ha. Thì đó là sau này là level 56 là nó sẽ cho anh em mở một cái gọi là cái nhánh ở trong cái phần phần này nè anh em. Một cái nhánh ở trong cái phần không phải đây rồi. Trong một cái nhánh ở trong cái phần nó nằm ở đâu mà ta tự nhiên cứ quên mất tiêu. Chiến đội ở trong một cái ở dưới kế thừa nè, nó sẽ mở một cái nhánh nữa để cho anh em tăng gọi là hỗ trợ các kỹ năng của tướng. Đó, nó sẽ rất là mật thiết đối với những ông nào chơi team cực hạn, team lửa, team nữ. Nói chung là cái nhánh ở trong cái bộ sưu tập đó anh em. Đó, sau nếu mình lên level 56 mình sẽ làm video cho anh em coi. Ok. Lấy được mớ kim cương nữa anh em. Được tạo luôn, tạo cho nó, nấu ăn đồ cho nó luôn. Con quỷ choi này nó đánh nhìn thấy ghét lắm anh em. Đấy, tăng được sinh lực đồ rồi tấn công phòng thủ cho team hỏa anh em. Đây, choi là ở trong team hấp huyết đao. Đấy, vô song nữa hả? Hồi nãy mình có nâng cho con Marie nữa nè. Đấy rồi, khá là ok rồi đấy. Rồi ok, thì sau sẽ có những cái mới thì mình sẽ quay video cho anh em coi. Đang đua top bảng xếp hạng vàng nên video trước mình cũng đã nói rồi ha. Video sau thì mình nếu mà mình lấy được bảng xếp hạng vàng thì sẽ làm video cho anh em coi luôn. Rồi thì anh em có thắc mắc gì hãy comment bên dưới ha. Nếu hay đừng quên like, share những video của mình em có rất nhiều nha.